Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Ba Đồ Official. Có một bạn hỏi mình về cái lỗi 569, SC569 trên dòng máy Rico. Thì khi khởi động máy thì hoạt động bình thường, nhưng mà khi chạy thì có khi nó sẽ bị báo lỗi và có khi nó sẽ không báo lỗi, hoặc là khi vừa mới chạy nó sẽ báo lỗi. Nguyên nhân do đâu? Thứ hai, câu hỏi thứ hai đó là khi mực ở trong cái hộp mực vẫn còn đầy, tuy nhiên là khi mà chạy thì nó sẽ bị mờ, nhưng mà khi mà trực tiếp mực vào trong cái bộ từ luôn thì chạy nó rất là nó đẹp và nó không có vấn đề gì. Thì nguyên nhân do đâu? Thì hôm nay mình mới làm cái video này, mình chia sẻ một chút cái kinh nghiệm của mình về hai cái trường hợp lỗi này, hy vọng nó sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn và các anh chị, để cho các anh chị và các bạn có cái hướng để khắc phục cái máy của mình tốt hơn trong quá trình làm việc của chúng ta ha. Và các bạn khi mà xem video nhớ đừng quên bấm like và share để cho mọi người cùng theo dõi. Nếu các bạn nào mới vừa ghé vào kênh Ba Đồ Official thì hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh để cho kênh được tăng chuyên ha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai nguyên nhân và cái cách khắc phục của nó nhé. Cái lỗi thứ nhất đó là cái lỗi SC569. Lỗi SC569 khi mà bị báo lỗi, các bạn mở cái nắp máy này ra, các bạn kéo cái bộ phận sấy này ra nè. Thì nó báo lỗi SC569, đó là nó báo lỗi cái con sensor nó nằm trong đây. Trong này nó có con sensor nha các bạn nha. Đây nè. 569 tức là nó lỗi con sensor này. Bây giờ các bạn tháo ra. Các bạn tháo cái bộ phận này ra nha. Rồi các bạn mở cái cụm sấy này ra luôn, rồi các bạn lấy con sensor này ra. Nói chung nó cũng rất là dễ lấy thôi, nó không có vấn đề gì khó. Còn bây giờ cách tháo cái này sao thì những cái video trước mình cũng đã làm rồi, mình bên đây mình không có làm lại, mình chỉ nói cho các bạn hình dung, các bạn mở ra các bạn làm thôi. Rồi sau đó các bạn mở ra, các bạn coi thử là cái con sensor này, thứ nhất là nó có bị gãy hay không. Đôi khi trong quá trình mình làm á, các anh chị sẽ thấy là hoặc là mình mở những cái bộ phận thay cái lu lô, thay cái cụ dầu á, thì nó sẽ bị vướng và nó sẽ có thể cái hiện tượng như nứt hoặc là gãy. Các anh chị mở ra, các anh chị coi có gãy hay không. Cái thứ hai là các anh chị coi thử là nó cái chân ở trong đó nó có một cái rắc để nó gắm cái rắc dây vô, thì các anh chị coi thử cái chân đó là nó có bị lung lay hay không. Nếu bị lung lay thì các anh chị có thể dùng mỏ hàn, các anh chị hàn lại, hoặc nếu các anh chị không, nếu mà thấy mà nó cái tình trạng nó hư hoặc hàn lại nó không có, thì các anh chị mua con khác, các anh chị thay vào. Thì chúng ta sẽ giải quyết được cái con 569 này, SC569 này. Tại vì con SC569 đối với khi các bạn mới vừa khởi động máy lên, thì ở với tình trạng mà máy đang đứng yên như vậy á, thì nó sẽ không có đụng tới con sensor, nên nó, do đó là con sensor nó sẽ không có báo lỗi, nó sẽ không báo lỗi. Đến khi mà các anh chị chạy, thì trong quá trình chạy thì cái bộ sấy nó sẽ hoạt động thì nó sẽ gây rung lắc, thì nó sẽ ảnh hưởng tới con sensor và con sensor đó nó sẽ báo lỗi ngay. Đó là cái nguyên nhân là tại sao là khi mà chạy á, thì nó hay báo lỗi 569, và khi máy khởi động đứng im thì nó sẽ không báo lỗi. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Đây là mình trả lời câu hỏi thứ nhất ha. Còn đối với câu hỏi thứ hai, tức là khi mà cái mực này, cái mực trên hấp ở mực nó đầy, nhưng mà ở trong khi mà chạy là cái bảng chạy ra mờ, nhưng mà khi mà mở cái hộp này ra, mở cái bộ phận từ này ra, thì nó đổ trực tiếp vào trong hộp từ này ha. Bạn đó đổ trực tiếp vào hộp từ thì nó hoạt động bình thường. Thì nếu mà gặp tình trạng đó thì các anh chị coi thử giúp mình nha, coi thử giúp mình là các anh chị sử dụng cái lệnh ly vàng ha, ly vàng, bấm vào nút ly vàng nè ha. Các bạn bấm 1070, các bạn bấm ly stop, sau đó các bạn vào trong copy USB, nếu cho máy nó sẽ hiện copy USB, thì các bạn sử dụng cái lệnh là 2207. 2207 tức là cái lệnh này nó sẽ có tác dụng là nó quay cái hopper mực này, để cái hopper mực này nó sẽ đưa mực vào trong hộp từ ha. Thì khi đó các anh chị coi thử là cái trục nó có cái trục xoắn nè ha. Ở trong này nó có cái trục xoắn như thế này. Đây, các anh chị thấy trục xoắn chưa? Thì các anh chị coi thử cái trục xoắn này có quay hay không ha. Nếu các anh chị coi thử cái trục xoắn này có quay hay không. Nếu cái trục xoắn này nó quay ha, nếu trục xoắn này có quay, thì các anh chị sẽ kiểm tra lại cái lưới mực ở trong cái bộ phận từ này nha. Bây giờ mình sẽ mở cái bộ cụm từ này ra cho các anh chị dễ hình dung hơn nha. Rồi, như nãy mình đã nói các bạn, khi các bạn kiểm tra cái lệnh 2207, các bạn test cái lệnh 2207 là mục đích là để cho cái
cái coi thử cái trục xoắn này nó có quay hay không. Nếu mà nó quay mà mực nó đầy mà nó không đưa vào xuống được trong phần trong cái bột từ ha, trong cái bộ phận chứa từ ở đây, thì các anh chị mở cái phần hốp bơm mực ra ha. Các anh chị mở cái phần hốp bơm mực ra để các anh chị coi cái lưới mực ha, coi cái thước mực ở trong đây nè. Thứ nhất ở trong đây nó có một cái bộ phận thước mực nữa đây ha. Thì dưới đây nè nó sẽ có các cái lỗ. Nếu các anh chị nhìn thấy cái van xi lỗ Sliti, hoặc là nếu các anh chị lau sạch đó, nó sẽ có một cái miếng ha, miếng sắt dưới này nè. Dưới đây nè, các anh chị sẽ thấy nó có một cái nó có cái miếng đồng, tức là trên miếng đồng nó sẽ có những cái lỗ, thì nó khi mà cái trục này nó quay á, thì nó sẽ xịt cái mực vào trong cái hộp từ, à, rồi sau đó từ nó sẽ trộn đều, thì cái mực nó mới đảm bảo được. Rồi đó là khi mà cái trục này nó quay mà mực nó không bơm được thì các anh chị chỉ coi một cái thước mực thôi, cái thước mực coi nó có xịt xuống hay không. Các chị quay là các chị sẽ thấy cái hiện tượng như là nó xịt, cái chị cứ quay một vòng là nó xịt ha. Thì để biết được nó có xịt hay không á, nó quay nó xịt xuống hay không á, thì các chị sẽ quay như thế này nè, đây nè, cái nhông này đây. Cái nhông này ha, các chị quay coi thử là các chị quay là mình sẽ quay cho các chị thấy là sẽ mực nó đổ xuống nè. Các anh chị có thể thấy mực nó xịt ra, mình cứ quay một cái là các anh chị nó cái mực nó sẽ xịt ra. Thì theo cái nguyên tắc của nó là khi chạy thì cái này nó không phải nó quay liên tục, mà ví dụ như nó chạy khoảng 20 tờ, khi máy phô 20 tờ thì cái motor đóng á, cái motor đóng của cái bộ phận ở phía sau nó quay chậm từ này, nó sẽ có một cái bộ phận nó đóng, khi mà quay 20 tờ nó sẽ đóng cái khớp đó và nó sẽ quay cái trục này, thì do đó là nó sẽ quay xuống một vòng thì cái mực nó xịt vào, cứ như thế là nó sẽ tiếp mực như thế đó à, thì khi mà nó xịt đều được thì cái mực nó mới đều được. Còn cái nguyên nhân thứ hai là các anh chị sẽ thấy thế này. Thứ nhất là cái trục xoắn này nó sẽ không quay được, thì các anh chị coi thử nè, các anh chị cầm, các anh chị xoay cái này, các anh chị coi thử có nặng hay không. Tại vì đôi khi á, cái mực á, khi mà nó đưa vào đôi khi lâu ngày nó sẽ bị đóng cục ở trong cái bộ phận này nè, trong một phần này. Thì nếu mà nó không có nặng lắm thì các anh chị lấy tay này, các anh chị lắc qua lắc lại, lắc tới lắc lui, hoặc các anh chị sử dụng cái gì đó, các anh chị gõ nhẹ nhẹ vào đây à, có một chuyện nhẹ vào đây, mục đích là cho nó rơi cái mực ra, nó sẽ hạn chế cái đóng cực lại, thì các anh chị có thể sử dụng được ha. Thì các anh chị lắc cái này ha. Còn một cái nữa, nếu mà các anh chị thấy mà mực nó khô không ấy ha, tại cái này là cái nguyên nhân của nó là cái hộp từ nó vẫn hoạt động bình thường, thì nó chỉ có khi mà mực đầy nhưng mà nó không cấp mực được xuống cái hộp từ thôi, thì đó là cái nguyên nhân à, các cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến mực ở trong hộp mực không cấp được cho cái mực từ trong cái hộp từ à, thì đó là chỉ có hai nguyên nhân mình thấy là hai nguyên nhân chủ yếu hồi xưa dần dần. Thì còn một nguyên nhân nữa, đó là do trong cái bộ đóng, trong cái bộ motor của cái cụm ở phía sau, để nó quay cái từ với lại nó đóng cái trục này để cho nó chắc cái bật xuống, thì chỗ đó nó sẽ lâu ngày nó bị sét và nó sẽ không có bám được, nó không có tiếp xúc được, nó không có đóng được cái bộ phận đó, nên là nó sẽ không có quay nổi cái phần này. Mình sẽ thấy cái hiện tượng là cái trục này nó sẽ không quay, do đó mình sẽ mở cái hộp cục của phía sau máy ra mà mình sẽ vệ sinh nó. Thì không biết nếu mà cái về nguyên nhân đó thì đợt sau cái dịp mình sẽ làm thì phạm cho các chị về cái vệ sinh cái bộ phận đóng của để quay cái hốc bơm mực này, tại vì nó phải mở ở phía sau ra, nó làm cái thao tác cũng rất là lâu. Do đó là ở video này mình chỉ trả lời cho các bạn thấy hai những cái ý mà các bạn hỏi như thế đó, để các bạn coi thử có cái hướng khắc phục nếu mà nó thực sự nó bị ở cái bộ đóng, cái bộ phận motor đóng ở phía sau, thì các anh chị bắt buộc các anh chị phải mở ra. Và nếu là lỗi của anh chị ở những cái nguyên nhân đó thì sẽ hẹn lại các chị ở video phía sau nha. Rồi đây là mình xin kết thúc video ở đây, hy vọng nó sẽ có được giải đáp được các thắc mắc của các anh chị. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị ở video sau. Chúc các anh chị làm ăn ngày càng đắt khách và thật là nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.